chạy tới nơi tới chốn. Vậy sao sao không mở đèn trong xe cho nó sáng sáng tí xíu? Ủa sao không mở? Nó chờ giữa đã luôn. Tại không chờ nữa kìa. Ngon lành. Thấy không? Thấy rõ không? Rồi thấy rõ. Trời sáng chừng. Rồi ok, chào mọi người nha. Thì hôm nay tụi mình nhóm tụi mình đi đám cưới của anh Trường Official nha các bạn. Bên xe mình có bạn Tâm Gồm nè. Em làm tài xế, bữa nay làm tài xế. Bạn Tâm Gồm làm tài xế nha. Các bạn nào mà có xem kênh YouTube của bạn Tâm Gồm thì biết nha, gọi Tâm Gồm là ra nha, một kênh lớn nha. Còn mình thì nhỏ chút à. Còn đây, đây nè, trong nhóm của mình nè, đây có một người đẹp ở phía sau đó nha. Và đang trên hành trình đi xuống nhà bạn Trường nha các bạn. YouTuber, bạn Trường, YouTuber Trường Trinh Si. Thì các bạn nào mà có coi kênh của bạn Tâm Gòm thì cũng biết bạn Trường ha. Thì bạn Trường với bạn Tâm Gòm từ hồi mà mới lập kênh đó, hai người đã đồng hành cùng nhau suốt một chặng đường dài. Ít nhất mấy năm Tâm Gòm? Năm mấy, gần 2 năm á. Gần 2 năm. Hai năm thì nói chung là anh em cũng nằm nếm mật nằm gai ha. Thì hai người thì mình cũng từng chứng kiến cái cuộc hành trình của hai bạn, thì mình cũng biết là hai bạn cũng trải qua những cái sự khó khăn. Nhiều lúc thì cũng đi nắng mưa ha, rồi nhiều khi mà phải ngồi bụi ăn bánh mì. Đó. Thì nói chung thì kênh của Tâm Gồm thì chuyên làm về thiện nguyện các bạn, nên nhiều khi cũng cực khổ lắm. Đó. Nói chung thì Trường thì cũng mới tách với kênh của Tâm Gồm ra mà khoảng thời gian gần đây à. Thì nay cả nhóm đi đám cưới của bạn Trường Official phải không? Mới đổi tên kênh lại. Rồi mà các bạn theo dõi video nha. Giờ ngoài đường thì mưa tầm tã nè các bạn. Nói chung là bạn bè mà dù có mua cỡ nào thì cũng phải đi đến nhà chung vui cùng bạn bè các bạn ơi. Hiện tại thì trên đường thì mưa rất lớn. Rồi để một hồi tới đám cưới ngay quán tướng Hoàng Trường mình sẽ quay cho bạn xem luôn. Còn mặt chú ghế. Bây giờ mình đang tiến vô cái con đường nhỏ nha. Nãy giờ đang đi ngoài quốc lộ 12. Bây giờ đang tiến vô con đường nhỏ. Cũng gần tới nhà bạn Trường rồi. Đó, con đường này là lộ nông thôn nha. Lộ này chắc cũng 5 mét. Cả 5 mét á. Có đèn đường sáng ánh luôn các bạn. Ngoài trời thì vẫn còn mưa nha. Hôm nay được tài xế đặc biệt nha các bạn. Tài xế đặc biệt chở nha. YouTuber Tâm Gồm Vlog. Chưa luôn. Qua thử không phải đám hồn. Đó. Em biết nhà nó khúc nè. Mà. Khúc. Em vô nhà nó quậy gì. Coi dù gì hà tân hôn đó nha. Phải không ta? Ủa không phải. Chết ngựa nhìn lộn. Nói rồi à, vui vui à, tân hôn mà. Không phải, nhà nó cái sân rộng lắm. Để chơi. Ông nhớ hồi chiều nó chậm đám cưới, nó chập cái cổng nó hay như vậy đó. Ủa? Tân hôn. Không. Ký nước dậm á. Nhà lộn đám cưới rồi, lộn đám cưới rồi. Cái cổng cưới nó màu đỏ. Vậy là bị về bông màu đỏ. Vậy là bị trùng đám. Rồi đi giặt tối nhìn ông ra nhà bạn luôn rồi chứ đâu. Trời ơi. Anh cũng nghi mới qua đây mình làm gì mới xuống đến cầu mới tới được. Tiếp tục cuộc hành trình các bạn ơi. Tại vì nhà nó chạy xíu là bên tay trái nó có cái cầu.
Tại vì mình chạy chơi này không có chạy nhanh được á, mình thấy nó ok lâu, tới rồi các bạn ơi, tới bây giờ rồi, lòng tiệm tới bây giờ rồi, em dễ lụt lắm. Đó đó, hồi chiếc xe đó. Đúng rồi, cái đó, cái đó. Lên nhà cường rồi. Để nấu đất chiếc xe đó ngoài. À có hình cưới phía trước luôn kìa. Đó không? Có hình cưới kìa. Là không chờ lại. Bạn lễ tủm luôn các bạn ơi. Đấy rồi, tới hôm cưới bằng lễ tủm rồi. Quá trời đẹp luôn. Cái nhà ta vậy đó. Hôm nay anh em tìm đến nhau, nào cùng hát lên chúc mừng nhau. Bao ngày tháng trôi qua là thời gian anh em ta phải nhớ. À, gặp nhau rồi chứ, tại bạn bè lâu ngày gặp lại mà. Rồi anh đâu nói gì đi chứ. Rồi. Nói chung cái ngày vui của anh giờ mình cũng có cái gì để gửi anh giờ ha nè. Rồi rồi cháu quà cho anh giờ mình coi. Ông chú ghẻ này đẹp trai thiệt nha. Rồi. Giờ đi ra cổng luôn ha.
con rắn vậy đó, kinh khủng lắm. Còn vô đồi núi là bên đây núi, còn ở đây là cái đường, còn bên kia là cái vực. Mà lái chiếc xe cái cảm giác giống như là nó lọt xuống vực á. Phiêu quá không? À, ghê lắm. Tâm đi trải nghiệm chứ hay chứ. Dạ ôi chị ta chú gửi, chúc chú gửi trăm năm hạnh phúc đó. Nãy em chịu nói để em dừng lại thôi, chờ chút xíu em quay vô cho anh vô bắt tay chú gửi là nói vài câu vậy đó. Mà nãy nó mở nhạc quá sao nói. Mở nhạc quá trời, vì cái đó khúc đó là phải tắt bản quyền luôn rồi đó. Chúc ngày mai đồng phòng vui vẻ. Bắt cóc của dâu hả? Mời bắt cóc của dâu sớm.